Trong thời gian gần đây, khi mà các ông bầu không còn tung ra những thương vụ tiền tỷ nhằm tạo lập các đội bóng với nhiều cầu thủ ngôi sao để tham gia V-League, thì người ta lại nói nhiều tới bản sắc địa phương của mỗi đội bóng như là một trào lưu mới. Và một trong những câu lạc bộ dẫn đầu trào lưu này không ai khác chính là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trong số 14 đội tham dự V-League 2015, Sông Lam Nghệ An chính là đội bóng duy nhất sử dụng toàn bộ cầu thủ địa phương, với 23 cầu thủ được trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Nếu như gần đây, đội bóng xứ Nghệ sở hữu một loạt các tài năng như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn hay Lê Công Vinh, thì lứa cầu thủ hiện nay của Sông Lam Nghệ An cũng đang ngày càng khẳng định được khả năng như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Phi Sơn. Và Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì được truyền thống sử dụng cây nhà lá vườn của mình. Đây là điều được lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng như các cổ động viên xứ Nghệ có thể tự hào về tính địa phương hóa tuyệt đối, và chắc chắn yếu tố này sẽ làm nên điều khác biệt của Sông Lam Nghệ An so với các đội bóng khác còn lại tại V-League. Những cầu thủ nội binh của Sông Lam trong mùa giải này là hoàn toàn từ cái lò đào tạo của Sông Lam trong các cái thế hệ. Thì hiện nay cái số lớn là có anh Minh Đức, có anh Quang Tình, anh Đình Đông. Rồi toàn bộ là của số U19, U21 của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải năm nay. Những con số thống kê cho thấy ở mùa giải trước, số khán giả trung bình đến sân trong một trận đấu tại V-League là 7.000 người. Con số này là khá thấp, và một trong những nguyên nhân khiến khán giả ít quan tâm tới giải đấu cao nhất ở cấp câu lạc bộ tại Việt Nam là do các đội bóng thiếu bản sắc địa phương trong đội hình. Những câu lạc bộ như Hà Nội Tiên Tì hay BKM Bình Dương mặc dù giành được thành tích cao nhưng cũng không có mấy khán giả đến sân. Trong khi ngược lại, những đội bóng như Sông Lam Nghệ An hay Thanh Hóa, số cổ động viên đến sân luôn nằm trong top đầu. Vì thế, những người làm chuyên môn của bóng đá Việt Nam hoàn toàn ủng hộ xu hướng địa phương hóa của các câu lạc bộ nhằm tạo hiệu ứng tích cực cho V-League. Không phải là chỉ có Sông Lam Nghệ An, những cầu thủ trẻ được đôn lên đá V-League, tất cả các đội bóng khác thì cũng đang hướng về cái mục tiêu này, cũng như là Hoàng Gia Lai và Đồng Tâm Long An rồi Đồng Tháp, tất cả các câu lạc bộ mà đồng tình những phương án mà đôn những cầu thủ trẻ lên đá đó, thì tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam sẽ sắp tới sẽ có nhiều triển vọng hơn so với những cái năm trước đây. Tất nhiên cũng không loại trừ việc một số câu lạc bộ thành công tại V-League nhờ có một loạt các cầu thủ giỏi, điển hình như câu lạc bộ BKM Bình Dương. Tuy nhiên, trong thời điểm bóng đá Việt Nam đang chịu tác động của khủng hoảng kinh tế hiện nay, đặc biệt là đối với những câu lạc bộ khó khăn về kinh tế như Sông Lam Nghệ An, thì việc ký kết những bản hợp đồng đắt giá là điều gần như không thể. Và điều này có thể ảnh hưởng tới sức mạnh cũng như sự đa dạng trong lối chơi của đội bóng. Nhưng với thực lực của mình, Sông Lam Nghệ An vẫn có thể tự tin vào thành công của đội bóng ở mùa giải này nhờ dàn cầu thủ được trưởng thành từ chính lò đào tạo của câu lạc bộ. Từ một lò đào tạo lên tham gia một cái đấu trường V-League thì tôi cho rằng không có ảnh hưởng gì, mà nó chỉ tốt hơn. Sử dụng toàn bộ cái số vận động viên đó là cái điều tất yếu, và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ thành công. Dòng chảy V-League đang hướng tới việc sử dụng các cầu thủ cây nhà lá vườn, và tất nhiên Sông Lam Nghệ An là đội đứng đầu trong xu hướng đó. Liệu xu hướng này có mang lại thành công cho chính câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và V-League hay không sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng trước mắt, đây là giải pháp hợp lý đối với Sông Lam Nghệ An, đội bóng sở hữu một dàn cầu thủ tài năng trưởng thành từ các đội tuyển trẻ của câu lạc bộ, và nhất là trong điều kiện tiềm lực kinh tế còn hạn hẹp.